Rất vui hôm nay nhà VTV chúng tôi có điều kiện lên trên Sapa. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết năm 2024. Thì hôm nay chúng tôi đi lên Sapa du lịch cũng như là một số công việc luôn. Thì tôi đang ở chỗ trung tâm thị trấn. Ở đây rất đông. Đây là nhà thờ đá này. Đây có cái logo Sun World Fansipan Legend Baby Hotel Sapa Sun Plaza. Sun Plaza kiến trúc hay phết đấy. Tôi zoom cho các bạn coi. Tôi sẽ tập trung review cho các bạn nhà thờ đá nhé. Vì lên đây thì cái điểm nhấn mà rất nhiều người check in là nhà thờ đá. Đây là quảng trường. Đấy, các bạn nhìn cái kiến trúc nhà thờ thì khá đơn giản đúng không? Đây nhà thờ Công giáo. Nói chung là đến Sapa thì nhà thờ đá là cái điểm check in đầu tiên, bởi vì là rất gần, ở ngay của chỗ trung tâm luôn. Trung tâm của đây chắc gọi là thị trấn. Đây bật lên. 1 2 3 4 5 6 7 bậc. Này đây. Đây là khuôn viên phía trước đây. Đây bảng tin này. Bảng tin giáo xứ Sapa, giáo xứ Giáo phận Hưng Hóa. Hôm nay thời tiết đẹp. Nhiệt độ ở mức bình thường, không quá lạnh, lại có nắng một chút, không mưa. Đây thông tin này. Giáo phận Hưng Hóa, giáo xứ Sapa, nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi, xây dựng năm 1926, hoàn thành năm 1935. Trùng tu lần 1 năm 95 này, là trùng tu lần 2 năm 2007. Và công hiến năm 2007. Đây là phía trong này. Phía trong ngay cái vỏ. Ở đây thì hầu như mọi người đến đây thì đều chụp check-in ở nhà thờ đá. Đây là lối vào. Giai đoạn tới thì tôi cũng sẽ tập trung quay các cái kiến trúc nhà thờ. Nhà thờ Công giáo. Nhà thờ Công giáo thì có một cái đặc trưng, đây là kiến trúc Gothic của châu Âu. Đây là rất điển, cái kiến trúc rất điển hình của Gothic này. Vòm nhọn. Vòm trên vòm cửa chính và cửa sổ thì đều là vòm dạng nhọn chứ không phải vòm cong.
mà cong là kiến trúc khác. Thì tới giai đoạn kiến trúc nào tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây các bạn nhìn là ở các cái ô cửa sổ này này là đều có các cái bức tranh. Tranh này là chính là gọi là tranh kính hoa đồng. Bằng kính, xong rồi viền xung quanh các cái viền bo của các cái mảng kính là bằng dây đồng. Anh em gọi là kính hoa đồng. Đây là lối vào này. Em ơi, anh vào anh quay review một chút ở trong nhà thờ được không? Ok, có đây. Rồi, mời các bạn vào phía trong này. Phía trong nhà thờ rất đẹp. Để tôi chuyển cái chế độ. Đây các bạn nhìn đẹp không? Rất sáng sủa, trang trọng và cao. Đây các bạn nhìn này. Đây là một cái đặc trưng rất điển hình của nhà thờ Công giáo, kiến trúc cổ tích. Tất cả các cái mái vòm, từ vòng cửa, vòng trần, cửa chính, cửa sổ, rồi các cái họa tiết, một cái khung trang trí thì đều là kiến trúc vòm này, vòm nhọn dạng như hình của chám ấy. Đấy các bạn nhìn, đây kiến trúc điển hình của cái Gothic các bạn. Ở nhà thờ đá này thì vòm của mái thì hơi thấp, chứ tôi thấy nhiều nhà thờ khác ấy, cái vòm mái có khi là nó là cái chỗ cao nhất của chỗ thông tầng 4-5 tầng cơ, cao lắm. Thì các bạn nhìn này, các cái bức ảnh ở trên này này, các bức tranh, các bức tranh kính thì đều là các cái bức tranh có ý nghĩa về bên Công giáo, rất đặc trưng bên Công giáo. Như bức này là về Chúa Giêsu này. Đây. Đây là cái vùng hai hàng ghế ngồi. Để mọi người vào đây hành lễ. Còn cái cửa này chính là cái cửa ra mà cái vùng bên ngoài mà mọi người hay check in tôi review ở đầu clip ấy, đấy chính là vậy. Còn đây là cái hành lang lên. Lên cái vùng tầng 2 ở phía trên này này. Này, chúng ta lên trên một chút xem trên này có gì đặc biệt không. Chẳng mấy khi là có điều kiện lên trên Sapa để review nhà thờ đá. Này chủ yếu là khu âm thanh. Ví dụ tôi nghĩ chắc khi hành lễ
thì là cha xứ với những người có chức tước sẽ ở đây, đây ở ngồi đây, hoặc là ở dưới kia, đây cái vùng này. Đó, hai vị trí trang trọng. Thì còn đây, đứng từ trên chỗ tầng 2 nhìn xuống phía dưới. Đó. Kể cả các cái lan can này, các bạn nhìn này. Các cái phần con tiện này cũng là họa tiết rất đặc trưng của kiến trúc Gothic. Nhà thờ này thì về cơ bản là xây bằng đá. Cơ bản xây dựng đá. Thế đâm ra được đặt tên là nhà thờ đá chính là vậy. Thôi, chúng ta đi xuống nhé. Để tôi quay gần cái vùng chân kính. Cái vùng này là cái, đây là kính khắc, chứ không phải, không phải là kính hoa đồng các bạn nhé. Kính khắc có nghĩa là nhìn này, là các cái, một cái khối kính xong bắt đầu có cái vùng hoa văn này, là người ta khắc ấy. Mới người ta xử lý màu nha. Nhưng mà đây là liền khối, đây là một khối nhé, không phải ghép đâu. Đây thì kính khắc, kính đúc. Tôi nghĩ khả năng chắc kính đúc đúng hơn. Chứ nếu mà người này khắc cũng cầu kỳ quá. Đó. Vào nhà thờ Công giáo ấy, thì các bạn sẽ thấy một cái rất đặc trưng là các cái họa tiết này, các cái bức tranh này, là tranh kính là chủ yếu. Đó, rất đặc trưng luôn. Và nhiều màu sắc. Còn phía trên này, các cái vùng này là các cái bức phù điêu. Tôi nhìn đây là phù điêu đá đấy. Đó. Đó. Ở vùng trên các đầu đấu cột các bạn. Đó. Đầu đấu cột nào cũng có. Đó, rất điển hình. Vào trong nhà thờ Công giáo, đặc biệt là các nhà thờ lớn, thì các bạn sẽ cảm thấy là người mình rất bé. Bởi vì là kiến trúc vừa cao vừa to. Cái lối kiến trúc này sẽ làm cho là mình cảm giác vậy. Còn ở phía này, tôi nghĩ là cha đạo là hay đứng hành lễ ở đây. Thì vùng trung tâm phía trên này có bức tượng Chúa Giêsu bị đóng vào thập giá này. Phía dưới cái phù điêu này là gì các bạn biết không? Bạn nào biết các bạn chú thích nhé. Tôi chưa có điều kiện tìm hiểu về bên Công giáo nhiều. Đây, bên này là tôi nghĩ chắc đây là Đức Mẹ Maria này. Đó, cái cơ bản thì nhà thờ đá là vậy các bạn ạ. Thế còn các khuôn bên ngoài thì chúng ta ra thử xem nhà nhé.
Đây, bên này là phía ngoài sân này. Để tôi chuyển chế độ. Cho ánh sáng thay đổi liên tục. Ok. Kia là cái lối vào này. Đây là nhìn vào phía đằng sau, đứng từ bên ngoài sân của nhà thờ. Các bạn nhìn rất cổ kính đúng không? Các cái lâu đài trung cổ mà theo kiến trúc cổ tích cũng xây bằng đá. Tại sao có những lâu đài tồn tại cả ngàn năm? Chính là vậy, đá và điệu đá bền. Các bạn người dân tộc, đây có một cái lối cổng phụ vào này. Đây, khu này. Khu này là những dịp như ví dụ sự Noel này, được trang trí rất cầu kỳ này. Không biết là trong Công giáo thì cái khu này gọi là gì? Các bạn nếu mà bạn nào trong Công giáo, các bạn chú thích giúp anh em nhé. Thông cảm là tôi quay nhà thờ đá mà tôi chưa tìm hiểu về bên Công giáo nên chưa chú thích cho các bạn. Ở đây có hai bia mộ này. Một bên là an nghỉ nơi đây linh mục Le Pierre. Bên này nữa. Đây là Paul Raymond. Đây cho là hai vị cha xứ có công nhiều đóng góp để xây dựng cũng như là duy trì phát triển nhà thờ này. Tôi nghĩ thế. Còn đây các cái nhà khách. Còn các nhà khách thì kiến trúc nó bình thường, tôi xin phép không review. Đó, về cơ bản thì nhà thờ đá của ở Sapa như vậy. Nếu các bạn có điều kiện lên Sapa thì các bạn nhớ ghé qua nhà thờ đá nhé. Đây cũng là một cái địa điểm rất nổi tiếng ở Sapa đấy. Và ở trên kênh nhà Việt TV thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm thêm các cái clip mà giới thiệu về các kiến trúc về nhà thờ Công giáo. Hy vọng là sẽ được các bạn đón nhận. Đây, Sapa Church. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.